Xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Vào ngày hôm nay, mùng 6 tháng 10, sự cố không mong muốn đầu tiên của chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella đã xảy ra. Trong đó, 9 học sinh tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phải nhập viện sau khi tiêm vaccine này. Tuy nhiên, nguyên nhân được cho là không phải do vaccine hay quy trình tiêm chủng. Khoảng 8 giờ ngày 6 tháng 10 tại thành phố Vũng Tàu, ngành y tế tiến hành tiêm vaccine sởi rubella cho các em học sinh trung học cơ sở trên địa bàn. Sau khi tiêm xong, 9 học sinh của các trường Trung học cơ sở Vũng Tàu, Trung học cơ sở Trần Phú, Trung học cơ sở Huỳnh Khương Ninh có dấu hiệu đau đầu, khó thở nên được nhà trường đưa đến Bệnh viện Lê Lợi để cấp cứu. Theo ông Trương Văn Kính, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, những trường hợp học sinh cấp cứu trên là do các em sợ bị tiêm thuốc nên dẫn đến khó thở, nhức đầu. Nếu này đã sốc thuốc thì phải xử lý, này không có xử lý vậy đó, những chuyện bình thường. Vaccine phải được bảo quản tốt và cái kỹ thuật tiêm ở các em mà nhân viên y tế cũng phải được bảo đảm đúng kỹ thuật. Thì những trường hợp này không phải là bị sốc vaccine mà do các em sợ bị tiêm thuốc nên dẫn đến khó thở, nhức đầu. Và cái hiện tượng này theo tôi thì đó là chuyện nó thường xảy ra ở những trẻ em. Các em này sợ, các em này cảm thấy mệt mệt và những em kia thấy vậy là kéo theo.